Chào mừng các bạn đã đến với tập 3 của series của mình. Thì tập thứ 3 này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mình có thể set up được cục press 3020. Thì mình không làm bằng người dòng nữa, bắt đầu luôn. Đầu tiên là các bạn phải xoay cột mic bạn một góc 45 độ và bắt đầu bẻ ra. Nhớ là từ từ đó nha. Đừng để cube bị ra bị hỏng. Bẻ thật từ từ thôi. Đó, mình đã bỏ được ra rồi. Bây giờ mình sẽ trong cái phần mà mình mốt 500 này thì mình sẽ chỉ mốt những phần các phần cạnh này thôi. Còn phần góc thì bạn nào thích được thì mốt. Nhưng mà có một thứ là nếu các bạn mà mốt phần cạnh thì nó sẽ rất là nặng và cube sẽ không được ok cho lắm. Nên là khuyên các bạn là chỉ nên thêm 500 phần cạnh thôi. 500 mình sử dụng trong video clip này chứ là 500 4x1. Bạn có thể mua ở Shop Anh Long xem, bán rất rẻ. Bây giờ sẽ bỏ hết cube luôn. Ok, đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thêm 500 vào. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một viên 500 trong số này ra. Thực sự là để lấy một viên 500 ra khá là khó nhá. Ok, bây giờ mình đầu tiên mình sẽ lấy một cái trước đã. Đây, bạn thấy là bên trong chúng ta sẽ có viên 500 ở đây. Thì bây giờ bạn sẽ phải đặt nó vào. Mình thường dùng 4x1 bởi vì là nó sẽ giúp cube mà không quá nặng. Giờ các bạn sẽ để như này cho mình. Nên cho sẽ tự giật vào. Bạn không cần có cái nào cả. Bạn sẽ không cần chuẩn bị bất kỳ cái keo dán nào. Các bạn chỉ cần thả nó vào. Đây. Đấy là xong. Rồi chúng ta sẽ đóng nắp lại. Các bạn sẽ làm tương tự với các cái cạnh còn lại. Tạo này mình sẽ tua nhanh lên để cho nó. Nhưng mà trước khi tua nhanh mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem. Mình sẽ bỏ bên cạnh ra này. Rồi sau đó mình sẽ lấy một viên 500 của chúng ta ra. Thả nó vào. Đây. Ui, thành hai viên 500 rồi. Chết. Thực sự là các bạn cần phải có móng tay dài, bạn mới có thể làm như này. Có thể lấy được 500 ra khỏi cái cục 500. Đặt vào, đó, thế là xong. Tiếp tục làm về viên còn lại. Thì mỗi cạnh các bạn mốt thêm cho mình 2 viên 500 ở mỗi nửa của cube. Mỗi nửa của các cạnh. Đặt vào, đấy, thế là xong. Tiếp tục hoàn thành thêm một cái cạnh nữa. Các bạn cứ tiếp tục thực hiện thôi. Cho đến khi nào mà hoàn thành. Mình bây giờ mình sẽ phân loại ra. Mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ mình đã mút xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước cuối cùng, đó chính là bước sẽ cho các mảnh vào hồ của chúng ta. Đây là một bước rất đơn giản, không cần bất cứ gì cả. Đầu tiên là khuyên bạn là những bạn nào mà chưa lắp được thì đầu tiên là các bạn phải lắp được hình dấu cộng đã. Dấu cộng mặt nào cũng được, nhưng mà mình sẽ lựa chọn mặt trắng. Phải lắp được dấu cộng mặt trắng đã. Đây, lắp được dấu cộng mặt trắng nhưng mà nó cứ bị vỡ ra ấy. Đây, đoạn này mình sẽ các bạn phải làm được hình dấu cộng giống như kiểu là các bạn làm cross vậy. Tiếp tục các bạn sẽ làm thêm những cái viên góc này vào giống như FL vậy. Các bạn thêm hai lần như thế nào cho mình. Các bạn xong khi mình làm xong, sau khi mình lắp xong FL, mình sẽ làm bước cuối cùng, đó chính là chưa phải bước cuối cùng đâu, mình sẽ làm tiếp phần cross màu vàng. Sau đó bạn sẽ lắp các viên góc cuối cùng vào. Thực sự là nếu mà các bạn mà làm nhiều thì bạn sẽ quen. Ok, xong rồi đấy. Và
bây giờ mình sau khi mình mốt xong ấy, mình thấy đã có 500 rồi. Và cái lúc mà mình chưa mốt ấy, mình làm cho nhà sản xuất ấy, thì thật sự là kiếp chúng ta 500 rất yếu. Thật sự nó không phải yếu quá, nhưng mà đối với mình thì nó là yếu, bởi vì là mình thích dùng 500 mạnh. Và sau khi mốt vào thì thật sự là kiếp đã rất tốt, không có gì phải chê cả. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lấy module lúp V1 và lúp vào kiếp cho chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ dẫn bạn cách lúp nhá. Thì cách lúp ấy, các bạn chỉ cần nhỏ một giọt vào, sau đó các bạn sẽ xoay thử là xem nó đã được chưa. Nếu bạn vẫn thấy nó vẫn hơi khô, bạn tiếp tục cho thêm vào. Bây giờ các bạn đầu tiên là các bạn phải cho vào, các bạn phải nhớ vị trí của bên góc mà các bạn cho vào nhá. Giọt vào giọt thôi. Đó, để vào giọt, sau đó các bạn lật ngược lại. Viên đối luôn. Đây là một viên đối, mình sẽ tiếp tục lúp một viên đối vào. Ok, đây. Vậy như là mình sẽ phải cho vào ruột bên trong. Đó, cây xong mình sẽ bắt đầu xoay và cảm nhận xem là nó đã ok chưa. Mình thì hay cho vào hai vị trí như vậy, nó sẽ cube sẽ có cái độ hoàn hảo hơn. Thì các bạn sẽ xoay cho mình được khoảng tầm khoảng 2 phút. Sau khi xoay xong thì chúc sẽ ngấm lúp và chúc ta sẽ xoay rất nhanh. Ra đây mình sẽ phải lau chúc. Bạn có thể lau bằng bất cứ gì cũng được nhá. Bạn có thể lau bằng cái khăn, hoặc các bạn có thể lấy một tờ giấy lau cũng được. Nếu trong trường hợp là bạn lau và lúc nó bị tràn ra chúc thì các bạn sẽ phải làm như thế này để cho chúc nó sạch hơn. Ok, và mình đã xong rồi, và đây chính là thành quả. Chúng ta vẫn còn một bước cuối cùng nữa để có thể hoàn thành bộ setup của chúng ta ngày hôm nay. Bước cuối cùng chúng ta sẽ mở cái phần này ra. Đây chính là thứ đặc biệt nhất của cục press Power 20 và những cục gió rẻ trong cùng tầm giá khác không bao giờ có. Đó chính là thứ này, chính là cái tension của cục. Cái tension này không khác gì cục WOM luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh nhá. Các bạn sẽ chỉnh tùy theo level của các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ chỉnh ví dụ cho các bạn. Thì theo typical ấy, các bạn sẽ chỉnh, họ nói rằng các bạn sẽ chỉnh sang nước thứ 3. Nó sẽ rất là cube, nó sẽ rất là ok. Nhà sản xuất khi mà cho các bạn ấy, họ sẽ chỉnh nước số 1. Thì bây giờ các bạn sẽ phải chỉnh thêm 2 nước nữa thành nước số 3. Bạn nghe tiếng là được. Đả vào. Xoay thôi. Ok, và bây giờ mình vừa xem lại cách để có thể set up được cục rest AM 20. Nếu các bạn thấy mình còn thiếu cái gì, bạn comment xuống mô tả cho mình. Có thể là một video đó mình sẽ bổ sung. Bạn nhớ đừng quên nhấn like, share, subscribe của mình và quên click vào chuông để những video mới nhất nhé. Chúc các bạn có thể set up thành công. Thì link mua hàng mình sẽ để trong mô tả. Các bạn chỉ cần nhấn đường link vào đặt hàng. Thế thôi, rất đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn. Bye bye.